Vâng, như đã hứa, đây là phần 2 màn trải nghiệm giữa Cán Quýt với FC Gia Việt. Ngày hôm nay thì đội bóng Gia Việt của mình sẽ thi đấu giao hữu với đội Thái Sơn Bắc trong mặt sân Futsal. Nên nhớ rằng Thái Sơn Bắc là đội bóng Futsal chuyên nghiệp, còn Gia Việt chỉ là một đội bóng phong trào và đang bắt đầu tập mặt sân Futsal làm quen thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ xin mấy phút vào sân trải nghiệm thôi, chứ còn vẫn để dành phần lớn thời gian để cho đội các anh em nòng cốt chính trong đội tập luyện nhá. Mời các bạn cùng xem. Một đội bóng với các cầu thủ chỉ toàn đá phủi, mặt sân cỏ nhân tạo, làm quen vài tháng sẽ thi đấu thế nào với một đội bóng ăn tập Futsal quanh năm? Đó là câu hỏi xuyên suốt chương trình này. Xem xong có lẽ các bạn cũng sẽ có phần trả lời cho riêng mình. Giờ hãy đến với diễn biến chính nhá. Những phút đầu, các cầu thủ Gia Việt với sự quyết tâm của mình đã tràn lên pressing, hòng đoạt bóng từ phần sân đối thủ. Các cầu thủ được chỉ đạo theo 1-1 không rời. Giữa sức ép đó, những gương mặt trẻ của Thái Sơn Bắc vẫn tìm ra khoảng trống để phối hợp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Và họ cũng sẵn sàng ép lại bên phần sân đối phương. Không gian chật chội của sân bóng trong nhà VFF, tiếng giày ma sát mặt sàn, những tiếng hô hét cả trong lẫn ngoài, mùi mồ hôi, tất ẩm, tất cả tạo nên một không khí ngột ngạt khó thở. Đó là cảm giác của tôi khi đứng ở ngoài. Không biết trong sân với cách cường độ thi đấu như thế kia, các cầu thủ sẽ cảm thấy thế nào. Tổ 1 Gia Việt với những cầu thủ nhanh nhẹn khéo léo như là Khánh James hay là Đậu Hùng Mạnh, biệt danh là Mạnh Khỉ, liên tục có những pha xử lý bất ngờ khiến hàng thủ Thái Sơn Bắc tỏ ra vất vả. Một quả phạt ngay sát vòng cấm, đó có thể coi là cơ hội ngon ăn, cần được tận dụng. Huấn luyện viên Bùi Văn Hiền liền gọi các cầu thủ ra hội ý ngay để bàn cách thực hiện. Đó cũng là một trong những điểm khác biệt rõ nhất của Futsal với các sân bóng ngoài trời. Hai bạn đứng ở bên đây, anh lại ở đây, anh lại ở đây. Gặp ở giữa, hay đây, không cần di chuyển gì nhiều. Tại đây cứ ly 5 mét rồi, mình chỉ cần nhá chớp một cái là... Nhá, xem, chỉ cần đá đúng thôi, Ngọc là người chuyền bóng, nếu hàng rào tách ra thì làm luôn, có 4 giây. Trông thì rất dễ, nhưng nếu đối thủ biết tạo ra một hàng rào như thế này thì cũng khó để phá thật. So với những cầu thủ phủi của Gia Việt, các thanh niên Thái Sơn Bắc có kỹ năng dứt điểm đa dạng hơn, đặc biệt là trích bóng mũi giày, một kỹ năng cơ bản nhưng rất hiệu quả trong Futsal. Đây là anh Hoàng Danh Ngọc, các bạn còn nhớ anh ấy chứ? 13 năm trước là một ngôi sao đình đám sân cỏ 11 người. Giờ thì được coi là lính mới của mặt sân 5, nơi mà kinh nghiệm và kỹ thuật cá nhân là không đủ để đáp ứng. Bạn cần một nền tảng sức khỏe tốt cùng với ý thức chiến thuật được chui rèn trở thành phản xạ có điều kiện. Hãy xem tình huống này, chỉ là truyền, chạy thôi, nhưng để ra được cách di chuyển chạy khe như này cũng là một quá trình dài. Và hãy xem, anh chàng số 21 này đã khai thác sơ hở thế nào trong pha đá phạt. Đây thực sự là một bài học về cách làm rào cho cầu thủ Gia Việt. Cậu chàng số 21 này chắc chắn sẽ là một nhân tố quan trọng của Thái Sơn Bắc. Và trong tương lai, biết đâu cả đội tuyển Việt Nam nữa. Mỗi tội để ý thấy ông em hay phản ứng trọng tài. Phải giữ cái đầu lạnh hơn em nhá.
Ở ngoài, các huấn luyện viên liên tục đưa ra những chỉ đạo trong từng pha bóng sau mỗi tình huống. Công việc này quả thực là rất hại cho thành quả. Sân bóng 5 người này bạn sẽ không có thời gian để nghĩ lâu đâu. Và trái bóng vừa lì vừa nặng khiến bạn khó lòng mà xử lý theo ý muốn. Thế mới thấy trình độ của những fan cao Ricardinho, Ferrao đẳng cấp đến cỡ nào. À không, trình đó thì xa quá rồi. Hãy nói tới những Đức Hòa, Minh Trí hay là Thành Tín. Thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng. Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này, nhất là ở môn futsal. Và khi đã làm nản lòng các chân sút gia Việt, anh chàng này càng làm tăng thêm nhuệ khí cho những người đồng đội. Một pha phản công sắc sảo được kết thúc hoàn hảo. Không có gì phải nói thêm về tình huống này. Pha bóng vừa rồi cũng đã khép lại hiệp đấu đầu tiên, 20 phút bóng chết, kéo dài lên tới hơn 40 phút đồng hồ chạy với những diễn biến phải nói là trông chẳng có gì đáng sợ. Đùa đấy. Hết hiệp 1 rồi, bây giờ nhìn tình hình nãy giờ là hơi căng, không biết là có nên vào không. Nói thôi, đã ra đến đây rồi mà không dám vào nữa thì thôi nhá. Đây phải nói rằng, nói trước với các bạn rằng là 2 tháng rồi, chưa đá nhiều ấy. Thứ hai là cái mặt sân này thì lâu lắm rồi, mình cũng chưa chơi lại. Thể lực kém, chân yếu. Đấy, nhiều lý do thế để các bạn thấy rằng là tí nữa có Tấu Hải một tí thì cũng đừng đánh giá. Đừng chê bai cán Chris quá nhá. Thôi cứ coi như là đây là một cái trải nghiệm vui của mình đi. Ok. Xoa thật là kỹ, làm nóng cơ và khởi động cho cơ thể nó thanh thoát. Nói thật các bạn là buổi đá này diễn ra sáng ngay sau cái buổi mình tập đá trải nghiệm với đội Gia Việt ở trên Thạch Thất ngày hôm trước ấy. Đầm chân cũng hơi quá tải và cả lên cân nữa nên là nặng nề hết sức. Quả là một sự liều lĩnh khi thực hiện chương trình này mà. Nên nhấn mạnh lại, màn trình diễn của cán Chris chỉ là điểm tô thêm gia vị cho câu chuyện chứ không phải chủ đề để các bạn bàn tán nhá. Comment chê bai tớ đọc tớ buồn, không ai làm vlog cho các bạn cười hì hả nữa đâu. Vào trận rồi, không biết chiến thuật gì thì thôi cứ theo một lúc đứng thủ cho chắc. Nhưng mà mấy đường đã thấy đứng lơ ngơ một mình rồi này anh bạn này. Thực ra về khả năng giữ bóng thì không quá tệ, nhưng vấn đề là truyền xong trái bóng, không biết làm gì tiếp theo. Đứng gần đồng đội thì bị kèm, chạy ra xa thì không được bóng, chạy ra xa rồi giật ngược lại gần thì thở không nổi. Mình chỉ có thể trông đợi vào những lúc có bóng rồi đột phá thôi. Yeah.
Cơ hội cuối cùng cũng đến khi đội bạn mắc sai lầm. Nhưng đối diện với người nhện Văn Huy, bao nhiêu năm ăn cơm tuyển thì quả là lúng túng. Và rồi cơ hội trôi qua trong tích tắc. Để giải thích tí này, mình định dứ, hất qua đầu, rồi thấy đồng đội chạy bên phải, định bụng là chuyền qua đó. Nhưng một sáng kiến khác độc đáo hơn lóe lên, mình định vê bóng chân phải sút chân trái. Thế rồi cuối cùng nhận thấy đối thủ ở ngay sau không còn cách nào, thì mình đành vung chân sút bừa. Tất cả những suy nghĩ đó diễn ra trong khoảng chưa đến 3 giây. Nhưng các bạn biết không, trong phút sàn, quyết định của bạn cần phải được đưa ra từ lúc bạn chưa nhận bóng kìa. Thứ mà mình tự tin nhất có lẽ là khả năng qua người 1-1. Nhưng đôi chân nặng như thể đeo chì, khiến cho mình khó lòng thực hiện skill như mong muốn. Pha ngã đẹp mắt cứ như thể môn võ thuật biểu diễn ấy nhở. Sau vài ba phút, tổ của mình được thay ra và mình thực sự thấy ám ảnh với cái trải nghiệm vừa rồi. Nó khác xa với những gì mà mình nghĩ trong đầu khi xem thứ bóng đá đẹp mắt trên TV ở giải Futsal World Cup vừa rồi. Đó đâu phải là chơi bóng, nó là hành xác thì đúng hơn. Chơi bóng phải như thế này này. Tổ mới của Gia Việt vào sân, tổ này thiếu kinh nghiệm nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Họ biết hạn chế của mình và bù đắp nó bằng một thái độ máu lửa. Thế rồi thì nỗ lực đó được đền đáp. Giờ thì là bài học cho các cầu thủ trẻ Thái Sơn Bắc này, đá bóng nghe còi. Có rất nhiều vlog mình nhắc đến sự hưng phấn quan trọng như thế nào trong các trận đấu. Tương tự như trận này, nhóm cầu thủ Gia Việt có được tinh thần lên cao, càng chơi bóng hứng khởi hơn và tiếp tục có thêm bàn thắng thứ hai. Chẳng cần quan tâm tới kết quả cuối cùng, riêng việc ghi được hai bàn đã là thành công hơn so với hai trận đấu giao hữu trước. Một niềm hân hoan lớn ở cả trong sân lẫn bên ngoài tập thể đội bóng của Gia Việt. Anh Hoàng Loáng, huấn luyện viên Thái Sơn Bắc thì chắc chắn không thể hài lòng được. Bản thân các học trò của anh cũng tự hiểu cần phải làm gì để vượt qua áp lực và vùi dập sự hưng phấn của đối phương. Những bàn thắng liên tiếp đến sau những pha phối hợp ấn tượng. Gần cuối trận, cầu thủ số 8 áo trắng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Huấn luyện viên Văn Hiền lập tức điều chỉnh chiến thuật để tận dụng lợi thế hơn người. Nha, các bạn chuyền bóng lung phong cho chắc lên. Đứng rộng ra các bạn đứng con cầu lên, ta chạy tốt, mở rộng ra đi. Chuyền, nhả xuống đây thì anh này vào đây, anh này sẽ từ đây vào đây. Anh này vào cục 2, xây lên, lao tới. Bây giờ đâu ta có 3 người mà, các bạn chơi 4-2 đi, sợ gì? Xin mời Nhật với Giang đây, tới đây Mạnh Thị với Cát, rồi cầm đi. Mình ưu ái được tung vào cùng nhóm cầu thủ tốt nhất. Không lâu sau đó thì Gia Việt có được thêm bàn thắng nhờ công của Mạnh Khỉ, một cú dứt điểm vô cùng hiểm hóc. Ngay lập tức Thái Sơn Bắc trở lại với quân số đầy đủ và họ có câu trả lời. Trong hiệp 1, Gia Việt có 2 quả phạt 10m sau khi Thái Sơn Bắc phạm 6 lỗi tổng hợp. Nhưng hãy xem một cầu thủ ăn tập thực hiện khác biệt như thế nào. Đó là một cú xiết lòng, sệt, đi vào góc hiểm, khiến thủ thành Gia Việt phải bó tay. Mình và đồng đội cố gắng cầm bóng chơi nhưng quả thực rất khó để giữ quyền kiểm soát dưới sự quây giáp của đối phương.
phần trước mình từng nhắc về anh chàng số 21 này rồi. Tài năng là nền tảng tốt, nhưng sự nghiệp của em sẽ không thể tiến xa nếu hành xử như thế này. Nhớ nhá. Như vậy là trận đấu đã khép lại rồi. Các bạn chắc cũng có cho riêng mình lời đáp cho câu hỏi đầu chương trình. Trình độ của đội bóng Phủi với Futsal chuyên nghiệp chênh lệch như thế nào? Với những gì đã chứng kiến và trải nghiệm ngày hôm nay, thì cá nhân mình nghĩ rằng để có thể tham gia vào các giải đấu Futsal chuyên nghiệp, tập thể đội bóng Gia Việt sẽ còn cần phải đổ rất nhiều mồ hôi trên sàn tập mới có thể tiệm cận trình độ của các đội bóng chuyên. Nhưng có một điều lạc quan chắc chắn là những bài học từ Futsal sẽ biến Gia Việt thành một đội bóng đáng gờm của sân Phủi 7 người. Rồi, như vậy là mình vừa có cái phần trải nghiệm thi đấu trên mặt sân Futsal. Phải nói rằng là dù là một cầu thủ cũng có một chút gọi là kỹ thuật cá nhân, có một chút sức khỏe, nhưng vào sân này gần như là không biết đá luôn. Đầu tiên là không có bóng để chơi, thứ hai là khi có bóng trong chân thì không biết xử lý như thế nào. Thế nên là việc mà từ cầu thủ Phủi trở thành một cầu thủ Futsal chuyên nghiệp, đó là một cái chặng đường rất là dài. Và dài như thế nào thì chúng ta hãy hỏi huấn luyện viên của câu lạc bộ Thái Sơn Na, Thái Sơn Bắc, anh Hoàng, biệt danh là Hoàng Lắng. Em chào anh. Anh chào em. Ok, hôm nay chứng kiến cái trận đấu này, đầu tiên là anh đưa ra một vài những nhận xét về cả hai đội. Trước hết thì tôi thấy là một trận đấu, một game hay. Đúng rồi. Hai đội đều tinh thần rất là tốt. Bên Gia Việt thì người ta cũng có quá trình chuẩn bị cũng được 1-2 tháng. Tôi nghe có lắm thông tin như thế. Và cũng có huấn luyện viên đã từng làm cho đội trẻ của Thái Lan cũng về đáp ứng được chuyên môn. Nói chung là hôm nay là Gia Việt thi đấu rất là tốt. Còn đội của tôi thì đang trong kế hoạch chuẩn bị dài và cũng có rất nhiều cầu thủ trẻ thi đấu, một số trụ cột thì đang gặp vấn đề. Thì hôm nay cũng có các cái trận đấu tôi cũng gặp nhiều vấn đề thì tôi sẽ rút kinh nghiệm cho các em sau. Bản thân em thì cá nhân ngày hôm nay em trải nghiệm, em thấy là khi mà đá bóng Phủi vào làm quen với sân Futsal thì cực kỳ là khó khăn. Nếu không có quá trình chuẩn bị thì là dài hơi, có sự chỉ bảo thì cái kiểu phong cách hoang dã như em thì không thể nào đá được. Nếu anh huấn luyện em, anh sẽ làm gì để em có thể phát huy được sở trường trên mặt sân này? Anh thấy thì đầu tiên là mình phải làm quen với bóng là một, thứ hai là cái cự ly sân, khu vực sân là hai, tiếp theo là phải làm quen với cường độ và tốc độ chơi bóng, cường độ và tốc độ chơi bóng, và mình phải xử lý nhiều phạm vi hẹp, nó rất khác nhiều với sân lớn. Đấy, cái đầu tiên anh nghĩ là quan trọng nhất là cái cảm giác chơi là một, thứ hai là cái tốc độ và cái cường độ liên tục, cường độ cao. Thì nếu mà những yếu tố đấy tốt thì chúng ta sẽ đáp ứng được cái quy tắc. Em thấy là chỉ chơi khoảng 1-2 phút thôi là đã thấy rất là hốc rồi. Bởi vì chơi bóng ở Futsal này không chỉ là cái lúc mà bạn có bóng trong chân đâu, mà quan trọng là cái lúc bạn di chuyển ra bóng, cái lúc bạn phòng ngự là cái lúc mà mất sức nhất. Còn ai có bóng mà chơi thì chả hay, đúng không anh? Cái người hay là người chạy ra chiến thuật, người chạy nhiều cho hỗ trợ anh em đồng đội mà vẫn ra được tình huống bóng, xử lý hay, đúng không anh? Rất là đúng. Những người tập của Thán Bắc thì cũng phải xoay quanh cái cường độ và cái tốc độ chơi bóng. Những buổi tập mình cũng phải đưa gần vào thi đấu hoặc là có thể cường độ cao hơn để khi vào thi đấu các em nó bắt nhịp được, nó làm quen được. Hôm nay thi đấu với đội Gia Việt thì anh có bảo quân anh là thả người ta một tí không? Không có, không có vấn đề đấy, không có chuyện đấy. Lúc nào tôi cũng bảo các em là phải thi đấu hết sức của mình, nhưng mình có tập luyện như nào thì mình ra mình thể hiện đúng những gì mình tập luyện và một cái tinh thần cao nhất. Em thấy là cái trình độ đẳng cấp vượt trội nó không quá lớn đâu, nhưng cái sự khác biệt của các cầu thủ ăn tập Futsal với các cầu thủ Phủi đôi khi chỉ là những cái tình huống cuối cùng, ví dụ dứt điểm hay chuyền chính xác, anh có thấy thế không? Cái đấy thì là mình phải, như lúc bắt đầu tôi nói là cái cự ly hẹp, sân nhỏ, chúng ta cần phải giao định nhanh và đọc tình huống thật là nhanh và tốt thì chúng ta phải chấp được những cơ hội tốt. Và không có đủ nhiều thời gian để chúng ta suy nghĩ và để chúng ta ra quyết định được tốt. Futsal là môn mà đòi hỏi đôi chân chưa đủ đâu, cái đầu suy nghĩ phải nhanh. Cái đầu phải suy nghĩ thật là nhanh, đưa ra quyết định thật là nhanh, chuyền hay là đi bóng hay là sút, là tất cả mọi thứ phải đưa ra rất là nhanh. Thì em nghĩ rằng hôm nào đấy anh Hoàng cho em trải nghiệm một buổi tập của Thái Sơn Bắc đi. Ok, hôm nào cán lên, thông qua anh em mình sẽ làm việc trong buổi tập. Đấy, phải tập thì nó mới ra được kết quả các bạn. Thế thì nhá, hôm nay là tập 2, tập 3 của quá trình cán Chris đi trải nghiệm Futsal sẽ là một buổi tập với đội Thái Sơn Bắc. Anh Hoàng nhá, okay. Em cảm ơn anh và chúc cho đội Thái Sơn Bắc sẽ gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong tương lai. Em thấy hôm nay có rất nhiều bạn trẻ tiềm năng, hy vọng rằng một vài cầu thủ sẽ được lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Ok, cho anh cảm ơn. Ok, cảm ơn anh. Đó, một cái buổi thi đấu mình nghĩ là mình đã học được rất là nhiều điều và cũng cho các bạn thấy được rất nhiều góc nhìn
từ cái bộ môn futsal này, chúng ta xem thi đấu ở trên truyền hình, xem đẳng cấp World Cup, nhưng ra một buổi tập của một đội bóng trẻ Thái Sơn Bắc với một đội phủ, các bạn đã thấy được cường độ, các bạn đã thấy được là futsal khó như thế nào và đòi hỏi cái quá trình tập luyện nó dã man như thế nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết vlog ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Cán Chris và đón chờ xem tập 3 nhé. Sẽ rất có nhiều điều thú vị chờ đón các bạn đấy. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. On Sports, trọn vẹn đam mê.